Hello everyone, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi các tựa game nha. Trò đầu tiên là tôm tam rút. Chọn bộ trang phục khác cho các tiền tôm. Ok, let's go. Sang trò tiếp theo, Sony Dot. Yeah.
Tiếp theo là MetroLand. Thank you.
Trò tiếp theo là Assemble. Cua này là mình phải đi chậm mới được. Có bóng rơi xuống thôi, không đi qua được, hỏng quá. Trò tiếp theo là Andy Gran. Chuyển sang trò tiếp theo.
cùng là MetroLand 2018.